mình hình như cuối tháng là thi, thi giữa kỳ, là coi như được hai câu à, được hai câu, được hai câu hỏi rồi, không có ôn bài, dạy tới đâu thi tới đó. Mấy buổi được có hai câu à, bây giờ bữa nay mình học tiếp câu thứ ba, câu thứ tư. Câu hỏi thi hả? Cho câu hỏi thi, còn gì nữa thi? Dạy tới đâu thi, chỗ nào mà thầy hăng mà thầy nói bự lên là biết là thi cái đó đó. Chỗ nào mà hăng lên mà nói quyết liệt vô đó là thi cái đó đó. Được chưa? Cái bài kế tiếp nè. Đại hội Phật giáo lần thứ nhất. Hồi nào giờ mình cứ kêu kết tập kinh điển đó, đúng ra là đại hội Phật giáo đó. Dùng cái từ hiện đại, đại hội Phật giáo lần thứ nhất. Đọc tài liệu nào để đọc mấy cái này? Bữa hôm kêu tụi con đọc Đại Bác Niết Bàn Kinh của trường Bộ Kinh á, thì nó có một khúc nói về cái này, thấy chưa? Vô cái trang Nguyên Thủy Phật Giáo phần luật á, vô trang Nguyên Thủy Phật Giáo phần luật Chulavaka, Chulavaka tiểu phẩm, thì trong tiểu phẩm cái chương thứ 10 nói vậy này. Tiểu phẩm chương thứ 10, vô trong mạng đánh Chulavaka chương thứ 10 văng ra để mình coi. Thiện kiến luật Samanta Bansadika, thiện kiến luật cũng có ghi lại. Nói cho đọc, đọc mấy cái gọi là cái này mình gọi là thiện kiến luật Samanta Bansadika của Buragoja đó, dịch ra rồi thì cái trong thiện kiến luật có nói, được chưa? Mấy cái sách sau này như Phật Học Tinh Yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm á, cũng có nói. Nhưng mà cái đó là chỉ là gọi là giáo khoa thôi. Những câu hỏi của thầy nó không có nằm giáo khoa, nó nằm ở cái đầu nhận định á. Học sử mà mình không học lịch sử. Lịch sử mình học hồi trung học, mình học tư tưởng sử. Có nghĩa là đánh giá. Ví dụ như lần trước thầy dạy tụi con cái cách đánh giá 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp rồi chứ. Hỏi cái đó đó. Đánh giá về cái chuyện mà xá lợi Phật, hỏi dạy chưa, dạy cách đánh giá chứ mình học không có học lịch sử, mình không cần nhớ 32 tướng tốt là tướng gì, cái đó hội trung học nhớ, bây giờ lên không nhớ đó nữa, mình đánh giá rồi học về mấy lần sau cũng thế, mình không học mình cái sự kiện lịch sử đó nó xảy ra như thế thì mình học là mình một sự kiện, mình đánh giá cái sự kiện đó, đánh giá sự kiện đó trong thời điểm đó rồi bây giờ nó tới hiện đại này nó như thế nào, là đánh giá sự kiện nhân vật, mình đánh giá nhân vật, đánh giá sự kiện dựa trên những chi tiết, những cái tài liệu mà cung cấp về cái sự kiện đó mình đánh giá, nhìn bằng con mắt hiện đại cái sự kiện quá khứ, để rồi mình phải đưa cái sự kiện đó về quá khứ để mình nhìn cái bài học gì mình rút ra từ đó. Mình học là tư tưởng sử nhiều hơn là lịch sử. Ví dụ như nước Việt Nam nó dài vậy thì mình đánh giá, mình không phải học năm này tháng kia nhớ thấy bà nhớ không được, cái đó để dành cho máy nó nhớ. Bây giờ máy nó nhớ tốt lắm, máy mà nó không có nhớ được thì mình tăng memory cho nó nhớ, mình không cần nhớ mấy cái đó, mình đánh giá sự kiện, được chưa? Dạy đánh giá rồi ha, cái cách đánh giá là như thế đó. Thì bây giờ cái đại hội Phật giáo lần thứ nhất cũng dạy cách đánh giá. Từ đây về sau khi hỏi là hỏi cách đánh giá, chứ không phải hỏi trong đó có gì, nhưng mà dĩ nhiên mình phải nhớ một số chi tiết lớn á, mấy cái chuyện lớn là mình phải nhớ, còn mấy cái nhỏ nhỏ là mình không cần nhớ. Cái lớn là cái nào, ví dụ như đại hội Phật giáo lần thứ nhất thì mình phải nhớ nguyên nhân từ đâu mà ra. Nguyên nhân là lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn, lần trước có nói rồi, hay tin Đức Phật nhập Niết Bàn là Subhadra lên tiếng liền. Subhadra nói thôi các vị kham nhẫn đi, đừng có khóc nhiều. Bậc Đại Sa Môn đó mà lúc mà ông còn sống, ông hay nói chuyện này nên làm, chuyện này không nên làm.
các ông nên làm chuyện này, làm chuyện này sẽ an lạc, lợi ích cho chính bản thân, cho người xung quanh, cho đời này, cho đời sau. Điều này các ông không nên làm, nếu các ông làm điều này thì sẽ đau khổ cho chính bản thân, cho người xung quanh, cho đời này, cho đời sau, cho nên không nên làm. Đức Phật dặn như thế. Cho nên ông nói bậc Đại Sa Môn nó còn sống, ông hay nói này nói kia, thôi ông mất rồi. Từ đây sau chúng ta sẽ thoải mái. Đó, Đại Bác Niết Bàn có ghi, Ca Diếp dùng thần lực của mình chặn đứng cái âm thanh đó lại, không có cho sóng âm nó tỏa đi, và nghĩ tới cái chuyện là phải cứ tầm kinh điển, phải nhắc lại lời Phật dạy. Sau khi Đức Phật nhậm Niết Bàn 3 tháng thời gian, thứ nhất là nguyên nhân là có hao Suppanna, do lời nói của Suppanna mà Ca Diếp nghĩ đó. Rồi thứ hai, 3 tháng sau Đức Phật nhậm Niết Bàn là Ca Diếp bắt đầu tổ chức đại hội. Số người tham dự được ghi là 500 vị A-la-hán tham dự cái đại hội này. Tất cả cái tiêu chuẩn để chọn thành viên của đại hội phải là A-la-hán. Đây nha. Địa điểm thì lúc đó thuyết tập ở hang Sattabani ở nước Ma Kiệt Đà. Thời gian kiết tập là suốt mùa mưa năm đó. Suốt mùa mưa. Nội dung gồm có những gì? Nội dung của kiết tập gồm có những gì? Bắt đầu mình mới đánh giá. Sách sử ghi lại là khi Ca Diếp đứng ra triệu tập đại hội thì chọn được 499 vị A-la-hán rồi, thiếu người chọn ngài A-nan, thì ngài A-nan lúc đó chưa chứng thánh quả, thành ra A-nan không đủ tư cách vào đại hội đó. Rồi có đi mời cho đủ 500, cho người đi mời, ví dụ như mời ngài Kiều Phạm Ba Đề về. Kiều Phạm Ba Đề trong sử ghi là ông ăn cơm á, cái hàm dưới đưa qua đưa lại nhiều, cũng là dòng quý tộc á, nhưng mà ông ăn cơm cái hàm dưới đưa qua đi lại nhiều thôi. Tại vì cái kiếp quá khứ ông chê một cái thầy tỳ kheo già lớn tuổi, thầy ăn giống con trâu ăn quá, tại vì cái hàm dưới đưa qua đưa lại nhiều. Tới chừng Kiều Phạm Ba Đề sau này ông ăn cơm, ông cũng đưa cái hàm qua lại nhiều. Thành ra Đức Phật sợ là sau này có người nói có Kiều Phạm Ba Đề cái tiếp tục, sai Kiều Phạm Ba Đề lên trên trời nói pháp cho chư thiên nghe. Lúc tập hợp được 499 người rồi, đi thỉnh Kiều Phạm Ba Đề về, sai một người đi lên trển thỉnh. Lên tới nơi, Kiều Phạm Ba Đề hỏi Đức Thế Tôn có được an lạc không, sở hành có tự tại không, thì cái thầy đó nói Đức Thế Tôn nhậm Niết Bàn đó. Rồi thầy của tôi là tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất, có sở hành tự tại không, chuyện giáo hóa rồi có thông suốt không, có an vui không? Ngài Xá Lợi Phất, tôn giả Xá Lợi Phất tịch trước Đức Phật rồi. Thì khi hay tin thầy bổn sư, thầy Thế Phát á, thầy hóa độ đó là Xá Lợi Phất, rồi Đức Phật nhập Niết Bàn, Kiều Phạm Ba Đề không chịu về đó. Kiều Phạm Ba Đề không chịu về, ông nhập Niết Bàn. Mà trước khi ông nhập Niết Bàn là chư thiên cúng cái giàn quả, ông leo lên đó ông nhập Niết Bàn là châm lửa đốt luôn á. Đó, thì từ ở trên cái chỗ đó, trong sách sử ghi là có một cái dòng nước nó chảy về đó, đại chúng đang vân tập để chờ Kiều Phạm Ba Đề về để mà họp á, thì cái dòng suối đó nó chảy ngang, trong dòng suối đó phát ra cái bài kệ ngưu chủ kính lễ khắp đại chúng. Kiều Phạm Ba Đề dịch là ngưu chủ á, châu chúa đó, châu chủ đó. Ngưu chủ kính lễ khắp đại chúng, cuối sinh từ bi hoan hỷ cho, nay vần nhật nguyệt lặn về Tây, nguyện theo từ tôn vào tịnh độ. Kiều Phạm Ba Đề không về, nhầm Niết Bàn luôn đó. Rồi ở nhà vẫn thiếu một người. Rồi khi mà mời ngã nang vào, Ca Diếp không chịu. Mà lúc mà mời ngã nang vào, Ca Diếp nói ông mắc nhiều lỗi lắm, đứng dậy cầm mấy cái thẻ đi lại đây. Kêu ngạ nang, a nang kêu cầm thẻ đi lại, lập tức là chư thiên người ta rộ lên liền,
chư thiên người ta ủng hộ, những người ta ủng hộ ta rộ lên. A Nan là vị thị giả tận tụy với Đức Phật 25 năm trời, mà Đức Phật mới nhập nước bàn, A Nan sầu khổ lắm, mà Ca Diếp bất lỗi, Ca Diếp lờ đi không thèm nói. Người ta rồ lên để mà can thiệp cho A Nan, Ca Diếp không thèm nói, kêu đi 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 đây, đi đây, cầm thẻ lại. Ông có đạp lên y của Đức Phật không? Lúc ông giặt, ông có đạp y Đức Phật không? Nói, thưa Đại Đức, Phật to con lớn, tôi nhỏ mà tôi giặt con mình tôi à. Thành ra ông mới đạp một đầu để ông vắt á. Đạp một đầu ông vắt. Đức Phật to con, y ngài ông to, tôi con mình à. Ca Diếp nói sao lúc đó ông tung y lên trên không gian, nhờ chư thiên dắt giùm. Ông có muốn nước đục cho Phật uống không? Bỏ ăn thẻ xuống. Một lỗi bỏ thế xuống. Ông muốn nước đục cho Phật uống không? Nói thưa Đại Đức, lúc mà Đức Phật kêu tôi, Đức Thế Tôn kêu tôi đi vòng vòng không có nước, rồi có một cái dòng suối nhỏ thôi mà 500 cổ xe bò nó đi ngang, tôi không còn cách nào khác, tôi phải múc nước đó về. Ca Diếp nói ông cũng có thể đưa lên không trung kêu chư thiên rót nước vô đem về cho Phật uống. Cũng trong kinh Đại Bát Niết Bàn, tụi con đọc sẽ thấy Đức Phật kêu A Nan đến 3 lần. Này A Nan, ta muốn uống nước. A Nan xách bình bát đi, đã đầy về bình bát không. Còn hồi Đức Phật kêu, này A Nan, ta muốn uống nước, đi đã đầy hồi về xách bình bát không. Tới lần thứ 3 ông đi thì lại tới đó cái dòng suối đó là nó chảy ngang, rồi xe bò đi ngang nó đục rồi. A Nan không còn cách nào khác, thọt cái bình bát xuống múc nước lên. Nhưng mà trong kinh nói là khi A Nan thọt bình bát nó múc nước lên, nước tự trong A Nan đem về. Nhưng mà lúc mà ông múc á thì cái nước đục, ông thọt cái nước bình bát xuống múc lên. Cái phước đức của Đức Phật, cái công đức của Đức Phật rồi, cái nước nó trong. Nó hai tội, bỏ thẻ xuống. Ông có Đức Phật tuyên bố là ngài có thể kéo dài thọ mạng, tại sao ông không xin? Ông không cầu thỉnh Đức Phật trụ thế lâu thêm chút. Nói, thưa Đại Đức, lúc đó mà nó ám tôi làm sao, Phật nói mấy lần mà tôi quên tôi. Cũng trong Đại Bát Niết Bàn là tụi con đọc sẽ thấy nhiều chỗ lắm, tại điện thờ này, tại chỗ này, chỗ kia, Đức Phật nói là Đức Phật có thể kéo dài thọ mạng ra được. Mà A Nan làm thinh nhiều lần, rồi tới cho tới khi mà Ma Dương nó lại nó thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật có nói là khi nào bốn chúng của ta tỷ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ mà đã thuần thục trong chánh pháp rồi, có thể hưởng được vị ngọt của chánh pháp rồi, Đức Phật nhập Niết Bàn thì ra nhập Niết Bàn. Thì tới lúc đó nó thỉnh thì Đức Phật vừa nhận lời là A Nan vô tới trễ đó. Đó, Ca Diếp bất lỗi, tại sao nhiều lần Đức Phật tuyên bố mà ông chịu thỉnh? A Nan nói thưa Đại Đức, rồi lúc đó tôi bị ma ám sao quên mất rồi. Ca Diếp nói tu hành lâu để cho ma ám hả? Rồi bẻ bỏ thẻ xuống, mấy thẻ à? Rồi ông xin cho mấy cô đi xuất gia, phái nữ đi xuất gia rồi này nọ, bỏ thẻ xuống. Nói thưa Đại Đức, chư Phật ba đời đều có bốn chúng, tôi xin cho các vị tỷ kheo ni gia nhập giáo đoàn cũng giống như truyền thống ba đời chư Phật. Ông biết gì người nữ đời xưa làm sao, người nữ đời nay làm sao, mấy chị nhiều nay nhiều chuyện lắm, nói mà còn cự. Thành ra là thôi bỏ thẻ xuống đi, bỏ thẻ xuống, mấy thẻ à? Ông dám dỡ cái áo lên để cho mấy người nữ khóc, tại vì khi mà cái Đức Phật nhậm Niết Bàn rồi, mấy người mà mệnh phụ của dòng Sakya đó vô đòi, vô xin A Nan nhìn cái nhục thân của Đức Phật, thì A Nan dỡ cái y lên thì có một chị nào chỉ rớt giọt nước mắt xuống ngay cái cổ chân, một giọt nước mắt ngay cổ chân của nó nám đen chỗ đó. Khi mà tẩn Đức Phật thì mấy thầy nói, ủa sao cái chỗ cái cổ chân của Đức Phật có cái nám đen đây, thì là cái giọt nước mắt của một cái người nào trong tộc Sakya rớt xuống ngày đó nám chỗ đó. Cái này là do A Nan, tổ của A Nan. Thành ra bỏ thẻ xuống. Có cái chuyện dỡ cái y Phật lên cho mấy người đó nhìn cái nhục thân không? Dạ. Dòng Sakya năn nỉ quá thưa Đại Đức, nó năn nỉ gì đó, xuất gia rồi bỏ thẻ xuống, mấy thẻ à? Năm đại khái, có bộ thì nói 7 lỗi, bộ thì nói 8 lỗi, bộ thì nói Đức Phật nói này A Nan, nếu các ông muốn ta có thể bỏ đi những giới nhỏ nhặt. Ông có hỏi Đức Phật bỏ nó giới nào không?
Dạ bạch đại đức, lúc đó tôi cũng sao không chịu hỏi. Cái đó là lỗi của ông, bỏ thẻ xuống. Đó là tính ra tất cả là 8-9 lỗi của A Nan. 8 lỗi, có lực ghi 8 lỗi, có lực ghi 6 lỗi, lực ghi 5 lỗi, mấy bộ lực ghi khác nha. Đại khái A Nan bị bắt lỗi và không cho A Nan dự đại hội. Đi ra, ông đi ra, ông đi ra chừng nào ông đủ tư cách ông chứng La Hán thì ông đủ tư cách bước vô đây. Lúc mà Ca Diếp đuổi A Nan ra khỏi đại hội, chư thiên làm tin và tán thán công đức của Ca Diếp. Ca Diếp nghiêm minh quá, Ca Diếp quá nghiêm, đuổi A Nan ra. Ông đi ra, đại chúng sẵn sàng chờ ông. Ông đi ra ông tu đi, chừng nào ông đủ tư cách thành viên của đại hội thì ông bước vào, người ta vẫn chờ ông. Ông đuổi A Nan ra thì lúc đó chư thiên lại, lúc đầu là chư thiên cử, tới lúc đó thì chư thiên lại tán thán Ca Diếp. Người của Ca Diếp quá nghiêm túc rồi. Nhân vật này làm chủ tịch của đại hội quá nghiêm túc, ông nghiêm túc từ thời ông ở nhà. Ca Diếp là xuất thân từ dòng Bà La Môn giàu có, mà từ hồi nhỏ ông đã thích sống đời sống phạm hạnh, gia đình không cho, gia đình không cho ông đi. Ông xin nhiều lần, ông khẩn quá, ông xin nhiều lần, nhưng mà gia đình không cho. Rồi cuối cùng ở gia đình lại cưới vợ cho ông, mà cưới một bà thật là xứng đôi vừa lứa. Cái bà kia cũng thế, lớn lên là bà cũng xin đi sống đời sống không gia đình, mà hai bên tại vì giàu có rồi liên lạc với nhau rồi bắt đầu là hợp tác. Thì ông mới viết một cái bức thư, ông gửi cho cái người bên đó, nói là tôi nói thiệt với cô là tôi không có thích sống đời sống gia đình, tôi thích sống đời sống viễn ly. Thì cái cô kia cổ cũng không vừa, cổ cũng viết thơ là tôi chuyện gả cho ông là tôi nói thiệt với ông rồi, tôi bị gia đình thôi, chứ tôi cũng thích sống đời sống không gia đình, chồng con là gánh nặng trên lưng đó này nọ. Thì hai người viết hai bức thơ cho hai người hầu đi đưa cháo thơ qua lại, đưa thơ qua lại trước khi là lễ cưới á. Nhưng mà hai cái người hầu này nè, Jataka ghi lại là bị người nhà biết, cho nên dụ vô cái quán đó cho người gặp giữa đường, ôi đi đâu vậy, rồi mời vô trong quán nước rồi cho uống rượu, bắt đầu lấy thơ đổi, lấy hai cái bức thơ đó lột ra đưa một cái bức thơ khác, cái nội dung hoàn toàn trái ngược đó. Nội dung thì cái nội dung của Ca Diếp nói từ ngày mà được cha mẹ giới thiệu tôi nhớ quá chịu hết rồi. Bên kia cũng thế, tôi mà không gặp ông chắc tôi là sống không nổi. Đại khái cháo thơ, nhưng mà đều cháo thơ rồi, tới chừng tới ngày đó là hợp hôn là phải ra làm lễ vô, rồi tới lúc mà động phòng thì mới biết là mình bị cháo thơ. Giường ai nấy ngủ ở trong chung phòng, nhưng mà giường ai nấy ngủ, không có động đậy gì tới nhau hết. Cho tới cái bữa đó thì bà ẩm quan, bà ngủ mà cái tay bà thòng xuống, con rắn nó bò tới. Ca Diếp thấy vậy, Ca Diếp mới lợi lấy cái tay bà lên. Thì bà lấy cái tay bà lên, cái bà đâu biết có con rắn. Nó nhìn ông nói không, con rắn nó bò tới, rồi tôi sợ nó cắn bà, tôi mới kêu tay bà lên. Bà thì bà không nghĩ như thế, bà nghĩ chắc cái ông nội này nổi lòng hưu dạ dượng rồi đây, không xong rồi, ở đây thế nào có ngày là cũng xong. Bà trốn bà đi thì Ca Diếp đây nó bắt đầu tự ái, mình đụng bà chút xíu mà bà nghĩ mà ông cũng đâu chịu thua, trốn đi. Hai người trốn đi xuất gia, cuối cùng sau gặp Đức Phật. Nếu như Ca Diếp Kassapa, Ma Kassapa đầu đà, hạnh đầu đà đệ nhất ở bên Tăng, thì bà ẩm quan là hạnh đầu đà đệ nhất bên Ni. Hai người phải nói là xứng hết sức xứng á. Được chưa? Ca Diếp khó, Ca Diếp rất khó, quá nghiêm túc rồi. Ghi về Ca Diếp, Đức Phật đi thăm Ca Diếp. Ca Diếp ngồi dưới gốc cây, Đức Phật lại tới. Thấy Đức Phật lại tới, Ca Diếp đứng dậy xếp cái y lại. Xếp y lại rồi, bạch Đức Thế Tôn, con mời Đức Thế Tôn ngồi. Đó, Đức Phật ngồi lên, Đức Phật nói này Ca Diếp, cái y của ông là cái đồ đáng bỏ đi rồi nè. Tăng ngồi mà ta đau, chắc ổng giá chùm giá đục rồi. Ông đi lượm mấy cái giải phấn thảo đó, cái giải mà người ta bỏ trong bãi tha ma đó, ông kết lại mà. Thứ nhất là lớn tuổi, thứ hai đàn ông nữa, cầm cái kim rồi. Ông làm sao mà cục lòn hòn gì trong đó. Phật nói này Ca Diếp, cái y của ông là cái đồ đáng bỏ đi rồi. Ta ngồi ta đau, ông bỏ đi, ta cho ông một cái y khác. Thì Đức Phật có cho Ca Diếp một cái y đó, từ đó mới ra câu chuyện mà truyền y đó, truyền y phú pháp đó. Đức Phật có cho Ca Diếp một cái y,
Nhưng mà trong sách cũng trong tương ưng ghi là Ca Diếp nhận cái y của Đức Phật, nhưng mà cái y của ông cũng không bỏ. À, cái hạnh của Ca Diếp, cái hạnh Đầu Đà mà, nhà ông giàu có, ông đẹp, đẹp đến nỗi mà đẹp tướng ông quắc thước, đến nỗi mà đi từ làng này là qua làng khác có Ca Diếp, người ta không biết là ai là ông thầy, ai là ông trò. Ca Diếp đẹp đến nỗi mà Ca Diếp phải ra bạch Đức Thế Tôn, ngài là đạo sư của chúng con, ngài là thầy của chúng con, ngài là con mắt của đời, ngài là thầy của trời người, xin Đức Thế Tôn vì lợi ích của chúng con mà thuyết pháp, phải thỉnh Đức Phật ba lần lại thì người ta mới biết à, ông này là ông thầy, ông trẻ trẻ tuổi này là ông thầy, còn ông già này là ông trò. Ca Diếp đẹp đến nỗi mà phải làm như thế là cái tướng của Ca Diếp là chinh phục, tướng Ca Diếp là chinh phục, ông phải như thế. Đại Ca Diếp, Ma Ca Diếp khác nha. Ca Diếp bị bệnh, Đức Phật lại thăm nói cho Ca Diếp thất giác chi, Ca Diếp quán thất giác chi, Ca Diếp hết bệnh. Rồi Đức Phật kêu thôi lớn tuổi rồi, đừng có ở trong rừng nữa. Rồi Ca Diếp cũng không chịu, Phật nói dạ dạ vậy chứ cũng xách túi vô rừng tu. Đi về thăm, thăm đi mỗi nửa tháng về Bồ Tát. A Nan, bạch Đại Đức, thưa Đại Đức, xin Đại Đức bữa nay vì cái lợi ích của các tỷ kheo ni qua bên đi xá nói chuyện cho chúng tỷ kheo ni nghe. Thôi đủ rồi A Nan. A Nan tò tò theo, thưa Đại Đức, vì lợi ích của chúng ni, xin Đại Đức nói cho mấy chị nghe một chút. Thôi thôi đủ rồi A Nan. Tới lần thứ ba thì Ca Diếp mới nhận lời. Qua bên ni xá nói chuyện cho tỷ kheo ni nghe. Ca Diếp nói cái gì? Này các tỷ kheo ni, con mắt là thường hay vô thường? Thưa Đại Đức, con mắt là vô thường. Này các tỷ kheo ni, vô thường là khổ hay lạc? Thưa Đại Đức là khổ. Này các tỷ kheo ni, cái gì là khổ, là vô thường thì không nên xem là ta, là tự ngã của ta, là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Này các tỷ kheo ni, lỗ mũi là thường hay vô thường? Nói y chang Đức Phật à, thêm bớt gì vậy? Trong đó có một vị tỷ kheo ni nói, ông này là ông nào? Có một vị tỷ kheo ni khởi cái tâm lên, ông này là ông nào? Ông này là một người ngoại đạo. Ngài A Nan là cành vàng lá ngọc, dòng dõi Devadaha. Còn ông này là một ngoại đạo. Đó. Thì Ca Diếp biết. Ca Diếp hỏi, này A Nan, Đức Thế Tôn có từng khen ông như thế này, thế này, thế này không? Dạ không. Đức Thế Tôn khen ai? Dạ, Đức Thế Tôn có nói là trước chúng là Đại Đức đã đạt đến vậy, vậy, vậy. Giữa tôi với ông, ai là người làm kim bán kim? Tại cái chị đó, cái chị tỷ kheo ni chỉ khởi cái tâm lên là cái ông ngoại đạo này chỉ là cái người mua kim xài kim thôi, còn ngài A Nan là dòng dõi Devaraha là bán kim, là làm kim à, thì giữa tôi với ông, ai là người làm kim bán kim, ai là người mua kim xài kim? Thì thưa Đại Đức, xin Đại Đức kham nhẫn là biết ở dưới này là lộn xộn rồi. Thưa Đại Đức kham nhẫn, ngu si là mấy bà đó. Câu đó là A Nan nói cho mấy thầy nói, ngu si là đàn bà. Đó, A Nan nói cái câu đó, thầy đưa ra cái trang số trang đàng hoàng, chứ không phải là thầy nói. Cái đó A Nan nói mà nói cho dưỡi Ca Diếp. Trong kinh có ghi là cái cô ni nó khởi tâm ngã mạng, coi thường Ca Diếp, và cuối cùng cổ phải hoàn tục. Cuối cùng cổ hoàn tục về đời. Cái tâm ngã mạn sống ở trong chùa cũng được, cuối cùng cũng về đời. Đó, thì mua kim xài kim là sao? Có nghĩa là cái người mà mua kim xài kim, có nghĩa là giáo pháp của Đức Phật giữ y nguyên, không có biết triển khai thêm, không biết làm cho nó sáng rạng ra. Còn cái người làm kim bán kim thì nhận cái giáo pháp của Đức Phật có thể làm cho nó sáng lạ ra. À, đại khái cái ý nó là như thế. À, một cái giúp hai ba chuyện thì kể, còn một cái đọc trong Trưởng Lão Tăng kể, thấy cái tánh của Ca Diếp quá nghiêm túc. Từ chú xá bước xuống, ta vào thành khất thực, ta cẩn thận đến gần một người cùi đang ăn. Ông nội, ông là chuyên môn, được trong sách sử ghi là Ca Diếp đi vô làng nghèo để khất thực. Tu Bồ Đề đi vô làng giàu. À, nói, nghèo không có gì đâu Cúc, cho ăn rau muống, cho ăn rau luộc, chấm nước tương không. Đi mấy ngày nay mà nó hỏng mặt đất, nó lỏng bỏng, nó muốn bay không à. À, thì còn Ca Diếp thì ổng không, ổng đi vô làng nghèo, ổng khất thực để chi, để cho người nghèo cúng dường, để họ có phước.
Ta giết nghiền, từ chú sứ bước xuống, ta vào thành khất thực, ta cẩn thận đến gần một người cùi đang ăn. Thì Ca Diếp tới, ông cùi cũng đang ăn, Ca Diếp cũng không ăn. Cái định lực Ca Diếp quá lớn luôn, đưa cái bình bát vô. Với bàn tay lỡ lét, nó bỏ vào một muỗng. Khi muỗng ấy đưa đến, ngón tay rơi vào, rớt cái ngón tay cùi vô trong cái bình bát Ca Diếp luôn. Mình thấy là mình đang ăn rồi, nhưng mà Ca Diếp, cái định lực của Ca Diếp quá lớn. Với bàn tay lỡ lét, nó bỏ vào một muỗng, tại Ca Diếp đưa bình bát ra nè, nó bỏ vô. Từ chú xứ bước xuống, ta vào thành khất thực, ta cẩn thận đến gần một người cùi đang ăn. Với bàn tay lỡ lét, nó bỏ vào một muỗng, khi muỗng ấy đưa đến, ngón tay rơi vào. Dựa vào bức tường thành, ta thọ miếng ăn ấy. Khi ăn vạn xong, tâm không cảm ghê tội. Mình ăn nổi không? Chắc chắn là Ca Diếp phải lấy cái cục đó dục ra, phải không? Ca Diếp ăn cơm được. Dựa vào bức tường thành, ta thọ miếng ăn ấy. Khi ăn vạn xong, tâm không cảm ghê tội. Miếng ăn đứng nhận được, đi khất thực á, là thứ thuốc tiêu hao. Cái cách sống của Ca Diếp, miếng ăn đứng nhận được là đi khất thực á, miếng ăn đứng nhận được và là thứ thuốc tiêu hao. Đêm nằm dưới gốc cây và y từ đống rác. Người sống được như thế gọi là người bốn phương. Cái cách sống của Ca Diếp á, miếng ăn đứng nhận được là thứ thuốc tiêu hao. Đêm nằm dưới gốc cây và y từ đống rác. Người sống được như thế gọi là người bốn phương. Ca Diếp làm được. Thấy cái định lực của Ca Diếp lớn chừng nào. Thứ nhất, thứ hai nữa, Ca Diếp nghiêm túc chừng nào. Chứ không phải đi khất thực mà đi khất thực là thứ tự mà đi. Người ta cúng là Ca Diếp đứng lại, người ta sẵn sàng cúng, Ca Diếp đứng lại đang cùi á, dám đút cái bình bát vô để mà ông cùi múc vô muỗng cháo. Ca Diếp ăn được, mình ăn nổi không? Thấy ông cùi là đây bét bét đi mất rồi không? Thấy ông cùi bét bét đi mất, sợ mà Ca Diếp thọ miếng ăn đó được. Thành ra quá nghiêm túc. Đây này, để thầy chỉ cách đánh giá. Lúc mà A Nan phạm những cái lỗi đó đó, từ cái chuyện mà giặt y nè, múc nước nè, những cái chuyện đó, thì Ca Diếp có đó chứng kiến không ta? Ca Diếp có chứng kiến cái đó không? Không. Mà sao Ca Diếp biết? Ca Diếp đâu có chứng kiến cái cảnh đó. Những chuyện mà A Nan làm lỗi, Ca Diếp có chứng kiến không? Còn cái nhân vật A Nan Đa này, nhân vật này, mình kêu A Nan quen, chứ đúng ra tên của ngài là A Nan Đa. Bên Trung Hoa dịch là Khánh Hỷ. Nói A Nan Đa đó là khi Đức Phật thành đạo thì mới sanh A Nan Đa. Thì như vậy A Nan Đa nhỏ hơn Đức Phật nhiều, ba mấy tuổi hả? Ít nhất là 30 tuổi hay là 35 tuổi, tại Đức Phật thành đạo mới sanh A Nan Đa, phải không? Cho nên đặt là Khánh Hỷ, tại vì ông sanh ngay cái ngày Đức Phật thành đạo. Nó không hợp lý lắm. A Nan Đa lớn tuổi hơn La Hầu La. Nếu như Đức Phật đi xuất gia thì lúc đó là La Hầu La có rồi. Đức Phật về lại thì La Hầu La được đâu 7 tuổi, 7-8 tuổi gì đấy. Về thăm lại Ca Tỳ La Vệ thì ông được 7-8 tuổi. Đó. Thì lúc đó là như vậy là La Hầu La lớn tuổi hơn A Nan Đa, đúng không? La Hầu La lớn tuổi tại vì La Hầu La có trước khi Đức Phật xuất gia. Còn A Nan Đa là Đức Phật chứng đạo thì mới sanh ra A Nan Đa. Không đúng. Ông lớn tuổi rồi, ông lớn hơn ngày La Hầu La mà. Thành ra là cái cách giải thích đó phải coi lại. Ông, người ông như thế nào? 25 năm sau cùng, Đức Phật giữa trước chúng, Đức Phật nói ta cần một người thị giả thường trực. Đó. Thì Đức Phật có nhiều thị giả lắm. Sunakhata Lichavi, thiện tinh Ly Sa Tử cũng từng là thị giả của Đức Phật. Nhưng mà khi ông làm thị giả Đức Phật không có được tinh chuyên. Ông dòng dõi thiện tinh Ly Sa Tử Sunakhata Lichavi là ông là người của Tỳ Xá Ly mà giàu có. Ông theo Đức Phật, ông thị giả Đức Phật nửa đêm. Cũng như tối mà Đức Phật còn thuyết pháp cho các tỳ kheo nghe, ông kêu tối rồi đi ngủ rồi. Đức Phật nói thiện tinh Ly Sa Tử này nó sẽ đọa. Rồi sau đó cuối cùng ông cũng bỏ Đức Phật, ông tu, ông chứng được Thiên Nhãn Thông rồi. Nhìn thấy
Ông tuyên bố là thế giới chư thiên không có âm thanh, chỉ có màu sắc thôi. Mấy người lên nói Đức Phật, Phật nó không có, tại vì nó tập trung vô mắt không à, thành ra nó nhìn thấy chứ nó không nghe được. Rồi sau này tiện tin Ly Sa Tử Sunakatali cho vì bỏ Đức Phật đi theo một ông ngoại đạo khác, ông lôi thôi Đức Phật thuyết pháp mà đọc trong Đại Bát Niết Bàn á, Đức Phật ông kêu Đức Phật thôi nghỉ tối khuya. Thiện tin Ly Sa Tử, Đức Phật có nhiều thị giả. Anh An hầu Đức Phật trong một hội chúng, Đức Phật mới nói ta cần một thị giả thường trực thay đổi người hoài đó. Rồi lúc đó là ngài Xá Lợi Phất nghe nói như vậy cái đứng dậy, bạch Đức Thế Tôn, con xin làm thị giả cho Đức Thế Tôn. Đức Phật nói ông lớn tuổi hơn tôi đó. Rồi cái ngài Mục Kiền Liên nghe vậy cũng hăng lắm, lại bạch Đức Thế Tôn, con xin làm thị giả Đức Thế Tôn. Đức Phật nói ông bằng tuổi Xá Lợi Phất đó. Người này ra xin, người kia ra xin, Đức Phật không chịu ai chứ. Cuối cùng ngài Mục Kiền Liên phải, ủa sao Đức Phật tuyên bố là ngài cần một thị giả thường trực mà ngài không chịu người nào chứ ấy. Đó thì Đức Phật, ngài Mục Kiền Liên mới quán sát mới biết là à, Đức Phật muốn ngạ nan. Đó thì nãy giờ tại cái tánh của anh cho nên mà Mục Kiền Liên đứng dậy nói, này đại đức anh An đa, tôi biết là Đức Thế Tôn muốn thầy làm thị giả mà nãy giờ ai cũng xin hết chứ, được hầu cận Đức Thế Tôn ai cũng xin, thầy ngồi thầy làm thinh. Lúc đó Anan Đa mới đứng dậy ra lại Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con xin được làm thị giả của ngài, nhưng mà xin ngài hứa cho con mấy điều. Đó, làm thị giả và đặt điều kiện. Và những điều của Anan xin rất là dễ thương, bạch Đức Thế Tôn, những gì mà Đức Thế Tôn nói con không được nghe, Đức Thế Tôn phải nói lại. Những cái bài pháp nào Đức Thế Tôn nói mà con không được tham dự thì Đức Thế Tôn mới nói lại. Để làm chi? Để sau này người ta nói ôi anh An hầu Đức Phật hai mấy năm chả được cốc gì đó. Rồi xin thêm mấy điều bạch Đức Thế Tôn, y cũ của Đức Thế Tôn là đừng có cho con không nhận ạ. Nói trước là đừng có đưa đó. Thứ hai nữa, đồ ăn dư của Đức Thế Tôn là con không ạ. Chứ không phải như bây giờ thì giả là dành cái mâm hầu đâu, cái đồ ăn dư là không ăn. Rồi cái chỗ nào mà Đức người ta mời Đức Thế Tôn mà không mời con à, con không đi à, không có đi theo à. Thì để không thôi người ta nói ui sao An An hậu Đức Phật cũng chuyện cô máu thôi gì đó, theo Đức Phật á. Thành ra An An xin mấy điều, những gì mà An An không giữ được pháp hội đó thì Đức Phật phải nói lời cho An An nghe. Xin mấy điều Đức Phật chấp nhận. Từ đó về sau là A Nan hầu Đức Phật, mà ông làm việc rất nghiêm túc, tánh tình ông cần mẫn lắm. Một đêm như vậy A Nan thức giấc đi xung quanh cái hương thất của Đức Phật 3 lần. Một đêm A Nan thức giấc rồi Đức Phật ngồi thiền, A Nan đi vòng vòng ở ngoài, một đêm vậy đi 3 lần đều ra, không bỏ đêm nào. Chứ ông mãi đêm đi đều ra. Đêm nào A Nan cũng đi vòng quanh cái hương thất của Đức Phật 3 lần. Thứ nhất, thứ hai nữa, từ ngày ông làm thị giả thì ông có xin cái điều đó Đức Phật chấp nhận là ai vô gặp đó là phải qua phép ông à, ông cho vô mới được vô, không cho vô là không được vô. Đức Phật phải nhận cái điều kiện đó. Thành ra là vua quan gì cũng biết, kể cả Ma Ba Tuần muốn xin vô gặp Đức Phật cũng phải hỏi ông. Xin vô ông nói hồi xưa thua trận liễn xiển ở dưới cội Bồ Đề rồi xuất hiện đây chứ nữa. Ông nói xưa khác giờ khác, vô nói chuyện chút nhầm gì đâu dưới à, thì vô cái kỳ đó là thua đó. Vô là xin Đức Phật Ma Ba Tuần xin Đức Phật nhập Niết Bàn, xin vô gặp Đức Phật là, kể cả vua Ba Tư nặc hay ai không biết, vô thì gặp Đức Phật, mà Đức Phật vô xin thì ông cho thì mới được vô. Ở trên đỉnh núi Linh Thú bây giờ mình nhìn thấy cái cảnh đó, cái hương thất của Đức Phật ở trong kia có một cái lối đi ra này, lối đi đó độc nhất. Ở ngoài cái lối đi đó có một cái phòng nhỏ nhỏ, đó chính là cái hương thất của ngài A Nan. Ai muốn vô gặp Đức Phật đi ngang đó gặp A Nan trước, nó cũng gần đấy đó. A Nan được cho phép mới được vô, không được không cho phép là không được vô. Và ông rất cần mẫn hầu Đức Phật vừa ý lắm. Trải suốt 25 năm ta hầu hạ Thế Tôn với tâm ý từ hòa như bóng không rời hình, trải suốt 25 năm ta hầu hạ Thế Tôn với thân nghiệp từ hòa như bóng không rời hình,
Trải suốt 25 năm ta hồ hạ Thế Tôn với ý nghiệp từ hòa như bốn không rời hình. Khi Đức Phật kinh hành ta đi theo sau lưng. Khi chánh pháp được giảng trí khởi lên nơi ta. Hầu Đức Phật kỹ lắm. Suốt 25 năm thân khẩu ý từ hòa để hầu hạ Đức Phật. Khi Đức Phật kinh hành ta đi theo sau lưng. Khi pháp được thuyết giảng trí khởi lên nơi ta. Nhưng mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì sao? Hốt hoảng à. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nhập Niết Bàn, Thế Tôn từ bỏ ta. Như vậy thật kinh hoàng, như vậy thật khủng khiếp. Bậc đạo sư Niết Bàn, ai sẽ từ mẫn ta? Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, trong trưởng lão tăng kệ đó, đọc cái phần của A Nan sẽ thấy. Như vậy thật khủng khiếp, như vậy thật kinh hoàng. Bậc đạo sư Niết Bàn, ai sẽ từ mẫn ta? Sợ. Lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, ông chưa chứng thánh quả đủ, ông sợ. Ta học từ Thế Tôn, ta học từ Thế Tôn 82.000 pháp và học từ tỳ kheo thêm 2.000 pháp nữa, tổng cộng 84.000 là pháp ta chuyển vật. Lúc mà gia nhập đại hội rồi là ông tuyên bố ta học từ Thế Tôn 82.000 pháp và học từ tỳ kheo thêm 2.000 pháp nữa, tổng cộng 84.000 là pháp ta chuyển vật. Rồi coi như những gì mà Đức Phật nói ông gần như ông thuộc hết. Sau này mà Phật giáo, sử Phật giáo ghi là ông thuộc hết những gì của Đức Phật nói. Ta học từ Thế Tôn 82.000 pháp và học từ tỷ kheo thêm 2.000 pháp nữa, tổng cộng 84.000 là pháp ta chuyển vật. Ông nhớ, sức nhớ ông có chừng đó. Đó. Thì trong kinh ghi, trong sách sử ghi, Chu Lâm Ga ghi kỹ. Ông đi ra bị ngạ Ca Diếp đuổi đi ra. Đi ra thì ông cố gắng ông tu tập suốt đêm đó, cho tới chừng mà ông mệt quá ông leo lên giường thì cái lưng ông chưa đụng tới cái giường, cái chân vừa hỏng mặt đất là ông chứng A-la-hán được. Đó, ông chứng được A-la-hán rồi ông lên tham dự đại hội. Đại hội không thể thiếu A-nan. Để nhắc lại lời Phật dạy, đại hội không thể thiếu A-nan. Nhưng mà A-nan chưa đủ tư cách thành viên, cho nên là chúng ngồi chờ. Đó, cho đến khi A-nan chứng được A-la-hán lên để tham dự đại hội. Rồi chưa? Đại hội diễn biến như thế nào? Trong đó Ngài Ca Diếp làm chủ trì đại hội, chủ tịch của đại hội. Rồi Ngài A-nan đứng lên nói từng kinh, tôi nghe như thế này. Cái đó là câu hỏi A-nan, câu hỏi Đức Phật sau này nhắc lại thì nhắc như thế nào? Đức Phật nói phải nói như thế. Tôi nghe như thế này. Một thời, hồi đó không có ghi năm tháng ngày giờ, một thời Đức Thế Tôn đang trú tại thành Thất La Phiệt, có chúng tỳ kheo tham dự là bao nhiêu. Và trong cái đại hội, trong cái buổi đó Đức Phật có dạy cái gì là ông nhắc lại. Thì ông nhắc lại xong thì những vị mà kiết tập có trong đại hội, người ta có người đứng lên nói đúng, tôi xác nhận lời A-nan nói đúng, bữa đó có tôi và tôi có nghe y như lời A-nan nói. Hiểu chưa nào? Nói thì cho tới lúc mà chúng đọc hết cái kinh đó xong thì trong đại hội phải có người đứng lên xác nhận, tôi xin xác nhận lời nhà A-nan nói là đúng, bởi vì trong pháp hội đó có tôi nghe và Đức Phật đã dạy đúng y như nhà A-nan nói. Thì thông qua kinh rồi làm tiếp, cứ mỗi lần nhà A-nan đứng lên nói thì có người phải xác nhận là có, bữa đó có tôi có nghe Đức Phật dạy giống vậy. Nó dạy y như ngài A-nan mới vừa thuật lại. Rồi thông qua từng kinh. Rồi tới ngài Ubali cũng đứng lên nói về luật. Và đại chúng đúng là cái sự kiện đó Đức Phật có chế ra cái giới đó, có dặn như thế đó. Thông qua đại hội kéo dài suốt mùa mưa năm đó, vua A Xà Thế là người tài trợ cho đại hội này. Tuốt ở trên núi, bây giờ mình có thể lên tới cái hang này chơi được nè. Mình có thể lên tới cái hang này chơi. Tại vì sao? Hồi xưa là chưa có phóng thanh, chung vô trong hang á, nói nghe được, hang to. Rồi nó hai cửa, thực sự ra nó không phải nó hai cửa. Thầy có chui vô trong đó, chui ra, chui từ bên đây, chui loạn loạn hồi qua tới bên kia. Hồi nhỏ thì dám, bây giờ lớn lên thì sợ. Chui loạn loạn vô, mà chui có những chỗ hẹp,
Trung Hoa cực thế mà hồi mới loan qua tới bên kia. Thì ở bên trong bây giờ nó bị đổ, nó sụp á. Ở ngoài hai cái cửa thì nó còn to, nhưng mà bên trong nó bị đổ. Hồi xưa là ở trong nó bọng, các vị A-la-hán tập trung trong đó để mà nói nó phóng thanh được, nó vang được á, để mà thiết tập. Được chưa? Đó, suốt mùa mưa năm đó rồi ngày như vậy. Kết quả của đại hội lần thứ nhất, kết quả là gì? Diễn biến thầy nói rồi ha. Kết quả của đại hội cho ra nhắc lại những gì Phật đã dạy. Trong đó ngài A Nan nhắc lại sau này được gọi là kinh, và ngài U Ba Li nhắc lại sau này được gọi là luật. Thời đó chỉ dùng một từ gọi là Dhamma. Đây là pháp các ông phải thực hành, chứ không nói đây là giới, đây là luật, đây là kinh. Đúng không? Thời kỳ đó dùng một từ Dhamma, đây là pháp các ông phải thực hành, dùng một từ như vậy. Kết quả của đại hội là nhắc lại được, nhắc lại lời Đức Phật dạy, kinh và luật, không có luận đoạn, và cũng chưa ghi chép thành văn bản. Không có luận đoạn, cũng không ghi chép thành văn bản, phải chưa? Mấy thứ để đánh giá này. Ca Diếp, một số học giả sau này cho rằng Ca Diếp là giống như Ca Diếp là chủ trương cứng nhắc, rồi muốn nhấn ngài A Nan xuống, cho nên bắt lỗi ngài A Nan rồi này nọ. Học giả, nhất là học giả của Đài Loan, cho rằng như thế, đem cái tâm niệm của cái người đời, cái chuyện hơn thua tranh chấp vô để mà so sánh, để mà đọc cái tâm của các vị trưởng thượng, các vị là đại đệ tử của Đức Phật. Các ngài đi tu, các ngài đã vượt qua được mấy cái thứ đó. Rồi cho rằng Ca Diếp chủ trương cứng nhắc, A Nan là chủ trương học, cho nên Ca Diếp cố ý đè A Nan xuống. Mình thấy, ủa, Ca Diếp đè A Nan, hay là Ca Diếp giúp A Nan? Nói là A Nan chưa chứng thánh quả là sao? Những điều mà A Nan phạm á, Ca Diếp có thấy không? Không. Nhưng mà khi mà Ca Diếp về dự lễ trà tỳ, Ca Diếp nghe nói không? Nghe nói tới nói lui đủ chuyện. Như vậy khi chọn A Nan vào trong đại hội, mà cái vai trò của A Nan là không thể thiếu, đúng không ạ? Vai trò A Nan không thể thiếu. Nhưng mà nếu A Nan không vào được thì đại hội không tổ chức được. Nhưng mà A Nan vào mà những lời ông tiếng ve xung quanh ngài A Nan, ai giúp cho A Nan rửa sạch mấy cái lời ông tiếng ve này? Người ta nói tới nói lui Ca Diếp nghe, đúng không? Lúc mà A Nan phạm những cái lỗi đó có mặt Ca Diếp không? Ca Diếp đâu có thấy. Nhưng nghe người này nói tới người kia nói lui, A Nan ổng gì chứ, ổng đạp y Đức Phật ấy. Ôi, đạp y nói gì, ổng còn dám muốn nước cho Phật, nước đục cho Phật. Nói tới nói lui và ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới tư cách thành viên của A Nan khi A Nan tham dự đại hội. Ca Diếp giúp A Nan bằng cách là gột rửa cho hết. Khi A Nan tiến vào đại hội, mọi người là công nhận, và không còn những cái xung quanh, mà những cái phiền não xung quanh là được Ca Diếp gột rửa cho sạch. Như vậy Ca Diếp giúp A Nan hay là Ca Diếp nhận A Nan xuống? Mấy học giả của Trung Quốc sau này, Lữ Trừng đều nói tại vì Ca Diếp chủ trương như thế, A Nan chủ trương học, cho nên Ca Diếp muốn đè ngài A Nan xuống, đem cái tâm địa của các của cái người phạm phu tục tử để nhìn các bậc thánh nhân. Ca Diếp ông tới chừng nào đè xuống để được cái gì ha? Con người Ca Diếp ông có coi cái gì ra cái gì đâu, có chú trọng cái gì đâu. Ông chỉ miễn sao tu tập sao. Đức Phật nói nếu như không có Phật ra đời, Ca Diếp có thể chứng độc giác được, là đủ biết cái sức của Ca Diếp lớn chừng nào, cái định lực của Ca Diếp lớn chừng nào, cái nghị lực hay là cái tâm cầu đạo của Ca Diếp lớn chừng nào. Đức Phật nói nếu như Phật không ra đời, Ca Diếp có thể chứng Bích Chi Phật được trong cái đời này. Đem cái tâm niệm mà cho rằng Ca Diếp là muốn đì ngài A Nan, nhưng mà thực sự mình nhìn lại cho kỹ, Ca Diếp giúp A Nan, những điều A Nan phạm đại chúng nói tới nói lui Ca Diếp không từng thấy. À, nhưng mà nghe người ta nói tới nói lui, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến A Nan, nhất là khi A Nan trùng tuyên lại lời kinh. À, thành ra là Ca Diếp làm như thế là những gì người ta nói xung quanh ngài A Nan được ngài Ca Diếp xử ngài A Nan mà đều được thán phục. Nói là chư thiên khen ngợi,
trong trong luật ghi là chư thiên khen ngợi, thật sự ai khen ngợi? Trong chúng người ta thỏa mãn những gì Ca Diếp đối với A Nan xử ngày A Nan như thế, người ta vừa ý. Thấy chưa? Là mình nói kể cả ông Su Bách Đa, nhân vật Su Bách Đa nói: ôi các vị cứ kham nhẫn, đừng khóc nữa, khóc hoài khóc làm gì, bậc đại sa môn đó ông mất rồi, từ đây về sau mình thoải mái. Ông Ô Đen Bạc á, ông Ô Đen Bật đọc theo tiếng Đức là Ô Đen Bạc, thì ông là ông nghiên cứu Phật giáo, ông tới đó ông nói: rồi đây trong giáo đoàn của Sakya Muni không phải một Su Bách Đa đâu, nhiều Su Bách Đa lắm. Rồi đây trong giáo đoàn của Sakya Muni không chỉ một Su Bách Đa đâu, nhiều Su Bách Đa đâu. Ở trong chúng mình có Su Bách Đa không? Có không? Có. Bên đây không dám nói tới. Bên đây mình có đệ tử của Su Bách Đa không ta? Bên nó không có đâu, mình nó tốt. Hết dám nói tới. Ô Đen Bợt nói á, rồi đây trong giáo đoàn của Sakya Muni nhiều Su Bách Đa lắm. Đó là một cách nhìn. Còn một cách nhìn khác, nếu như Su Bách Đa không tuyên bố những lời đó, có đánh thức được Ca Diếp tổ chức đại hội không? Cái vai trò của Su Bách Đa, nếu như Su Bách Đa không tuyên bố câu đó, Ca Diếp dùng thần lực để chặn cái sóng âm của Su Bách Đa, không cho người khác nghe. Nếu như Su Bách Đa không nói như thế, thì có nhắc nhở được Ca Diếp là cần phải tổ chức đại hội để nhắc lại lời Phật dạy, để xác định đâu là lời Phật dạy không? Như vậy ở một phương diện nào đó, lời nói của Su Bách Đa là tích cực hay tiêu cực? Tích cực, đó là cái tinh thần của Đại Thừa đó. Sau này sẽ thấy là đâu phải mà làm ngược vậy là hại không đâu ha. Ca Diếp nghe cái lời đó, Ca Diếp mới nghĩ là phải tổ chức đại hội để xác định đâu là lời Phật dạy. Như vậy lời nói của Su Bách Đa là tích cực chứ. Mà Ca Diếp cũng biết đó, Ca Diếp dùng thần lực để chặn hết cái sóng âm của Su Bách Đa, không cho người khác nghe mà, một mình Ca Diếp nghe. Coi như hai người hợp tác rất kỹ lưỡng à. Thay vì Su Bách Đa nói cho cả đại chúng nghe, nhưng mà Ca Diếp đã chặn cái sóng âm lại và chỉ một mình Ca Diếp nghe. Ủa, nếu nói như thế, cái trên tinh thần như thế, Su Bách Đa được coi như là một vị Bồ Tát nhắc nhở Ca Diếp việc phải làm, được không? Đó là cái cách đánh giá nè, nãy giờ thầy nói là cách đánh giá. Trong sử sẽ không ghi những cái thứ đó cho tụi con, nhưng mà mình đánh giá cái nhân vật này như thế nào, đánh giá ngài ra cái cách mà Ca Diếp bắt lỗi Ngạ Nàng đó, mình nhìn để mình đánh giá. Chứ không phải là nói vậy là mình thấy Ngạ Nàng Ca Diếp khó quá. Rồi A Nan Đức Phật nhập Niết Bàn rồi cái là A Nan bị ăn hiếp, không có chuyện đó. Được chưa? Trong sử có ghi là đại hội nó không chấm dứt ngang đó. Cái kết quả của đại hội là vậy nè: A Nan có thưa đại chúng, Đức Thế Tôn trước khi nhập Niết Bàn có dặn chúng tôi là phải tẩn chanh na. Phải tẩn chanh na, biết nhân vật chanh na không? Chanh na, lần trước có nói chanh na rồi. Ông này là ông nào đây? Ông đánh xe ngựa cho Đức Phật à. Ông bằng tuổi Phật nghe, Phật 80 ông 80, mà ông sau này ông mới đi xuất gia. Khi Đức Phật đi xuất gia rồi giao cắt tóc, rồi giao áo bào đồ lợi, gươm đồ lợi cho, gươm báo đồ lợi giao cho ông đem về, ông khóc thưa vô Tịnh Bạn là Tâu Đại Vương, Thái tử ra đi rồi hôm. Rồi đây là những gì mà Thái tử sai con đem về, cắt tóc rồi cởi áo bào trao gươm rồi lại dẫn con ngựa kiền chắc về luôn. Đức Phật đi bộ, con ngựa kiền chắc, con ngựa Kanthaka đó, ngựa Kanthaka. Khi mà Thái tử đi xuất gia rồi mấy ngày nó bỏ ăn, rồi cuối cùng nó chết. Con ngựa Kanthaka nó cũng cùng tuổi với Đức Phật ạ, con ngựa Kanthaka nó cũng chết.
có hai cái dấu chấm ở dưới à. Trên N có dấu chấm Bali, sang viết đường N nó có dấu chấm dưới, có chữ có dấu chấm dưới, chữ không có. Thì khi mà ông về thì con ngựa Kantaka nó bỏ ăn, nó bỏ ăn rồi nó chết, rồi Channa cũng ở đó. Thời gian sau rồi, sau này ông lớn tuổi rồi ông mới đi xuất gia. Mà khi ông xuất gia rồi ông không có đàng hoàng. Ông không có đàng hoàng sao? Ông ỷ cái công á. Ông ỷ cái công của đứa, ông kể công hồi xưa mà ông dẫn Đức Phật đi vòng vòng rồi bốn cửa thành đồ này nọ, rồi ông ỷ cái công mà ông dẫn Đức Phật rồi vượt thành đi xuất gia. Đó. Diễn tả sinh động lắm. Lúc mà trốn ra đó, sông Anoma dậy sóng rào rào trước mặt con ngựa Kantaka, nó nhảy qua bên kia vẽ cái hình là Sa Nạc Channa là nắm cái đuôi nó bay theo bay qua cái dòng sông Anoma mà đi qua tới bên bển. Rồi từ cửa đông á, thầy bỏ cả một ngày á, đi bộ từ cửa đông á, cứ nhắm hướng nó đi hoài, đi từ sáng đi tới chiều không thấy cái sông ở đâu. Chắc có lẽ là nó bị lấp rồi. Nó có cái khu chủng, hỏi người ta thì người ta không biết. Không, sông nó mất rồi. Nó không thấy sông Anoma, nó miết khỉ gì chứ. Từ đó đi thử coi sông nó bị lớn, một con ngựa nó nhảy qua. Nhưng mà bây giờ cái mình thấy của 25 thế kỷ về trước nó còn không? Không còn. Đó, thay đổi rất nhiều. Bữa trước thầy có nói cái bài thơ sông lấp cho tụi con nghe rồi phải không? Đó, bài thơ sông lấp Tú Sương, bữa hôm có nói rồi, sông xưa gầy đã nên đông đấy, có nói phải không? Hay là cái nói lớp kia, Tú Sương gọi là Thương Hải Tan Điền, mà Thương Hải Tan Điền bãi bể nương dâu. À, Tú Sương ông có làm có một cái bài thơ sông lấp, sông xưa gầy đã nên đồng, chỗ thì chợ búa, chỗ dòng ngô khoai, vẫn nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn ngỡ tiếng ai gọi đò. Cuộc đời của Tú Sương thôi, hồi nhỏ ông ở đây nó có cái dòng sông, ông đi thời gian ông về thì sông nó đã thành cánh đồng ruộng rồi. Sông xưa gầy đã nên đồng, à, hồi xưa nó là sông, bây giờ thì chỗ thì chợ búa, chỗ dòng ngô khoai, à, vẫn nghe tiếng ếch bên tai, ruộng đồng mà có con ếch nó kêu. À, giật mình nửa đêm, giật mình còn ngỡ tiếng ai gọi đò. Hồi xưa sông mà muốn đây bên kia không có cái cầu phải kêu, người ta có cái người ta làm cái chuyện chèo đò, người ta ăn mấy đồng, vẫn nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn ngỡ tiếng ai gọi đò. Cái chuyện mà thay đổi là mình thấy nhiều, thay đổi mình thấy nhiều. À, mà mấy cái bài thơ nó hay dễ nhớ, giống như là cái bài mà Thăng Long Thành Hoài Cổ của bà Nguyễn Thanh Quan đấy. Chắc mấy đứa không được học mấy bài đó phải không? Học cái bài mà bước tới Hòa Hưng bóng xé tà, đua đua nhau chen lấn lấn vô ga. Ga Hòa Hưng á. Nói bằng nghèo cự. Bước tới Hòa Hưng bóng xé tà, đua đua nhau chen lấn lấn vô ga, lom khom bốc giác liều vài chú, lác đác theo sau mánh mấy bà. Rồi mấy đứa dừng chân đứng lại, thò vô túi, gặp phải bàn tay ai đút vô. Bị gì phải không? Bị móc túi. Dừng chân đứng lại, thò vô túi, gặp phải bàn tay ai đút vô. Bà Nguyễn Thanh Quan không phải một cái bài qua đèo ngang không đâu. Bà có một cái bài thơ tả về Thăng Long khi mà nó đổi thay rất hay. Sau này mà tụi con mà nói về vô thường, mà nói về cái đó rất hay. Tạo hóa gây chi cuộc hí trường, tất cả là một cái trò đùa. Đến nay thấm thoát mấy tinh xương, lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Hồi xưa xe ngựa đây nè, bây giờ là cỏ nó mọc, đền cũ lâu đài bỗng tịch dương, đá vẫn bền gan cùng tế nguyệt, nước còn trao mặt với tang thương, nghìn năm in bóng soi kim cổ, cảnh đó người đây luống đoạn trường đứt ruộng. Cái cảnh hồi xưa lúc mà bà chưa đi vô Quảng Bình, đèo ngang là tới Quảng Bình á, bà làm lấy chồng làm quan đưa vô tới đó, khi bà về là nó khác. Cảnh đó người đây luống đoạn trường đứt ruột, đoạn trường là đứt ruột. Nó thay đổi quá nhiều, thay đổi quá nhiều, mà thay đổi suy cái thời Lê Trung Hưng, cái thời suy. Cho nên có là mấy cái bài đó nói về thay đổi. Channa,
ông sau này ông đi xuất gia mà ông lười, lớn tuổi rồi, 80 tuổi rồi, lúc Đức Phật gầm gần nhậm nước bàn mấy năm sau ông mới đi xuất gia. Ông đi xuất gia mà ông kể công, ông kể công đủ thứ rồi. Thành ra đó, rồi ông già rồi mà đâu có chứng nhận tăng ni, đâu có giới đàn đâu, biết ông. Ông đi xuất gia trễ mà đâu có biết đắp y vô, rồi đâu có biết người nào thọ giới trước, người nào thọ giới sau. Mấy thầy nhỏ nhỏ gặp ông, thưa trưởng đi khất thực về đó. Ông lười, ông đi khất thực, ông lười ông ở nhà. Rồi mấy thầy đi khất thực về thấy ông già tưởng tu lâu, thưa trưởng lão con xin là xớt phần cho trưởng lão. Ừ được, nào ngon ngon bỏ vô miếng rồi. Ông lười ông không đi khất thực. Rồi mấy thầy đi khất thực về ông tà tà lại à. Rồi đâu có biết ông là tu sao. Thưa trưởng lão con xin rửa chân trưởng lão. Ừ được, mấy gài không có rửa. Đó là ông sau này trong chúng ta biết, nói người biết người không biết rồi nói ra. Ông lười, ông ỷ công, ông kể công tối ngày đó. Rồi ông chờ mấy thầy đi khất thực về, ông chặn coi gì ngon ngon đưa đây miếng ơi này, ông kể công đủ chuyện. Đến nỗi mà Đức Phật kêu gọi là tẩn chánh năng, ra lệnh là tẩn chánh năng. Bà Đức Thế Tôn chánh năng ông quậy quá chịu nói, ở sau này cũng vậy, đời giờ cũng vậy, ở nhà làm cha cho đã, cái vô chùa cái làm cha nữa. Trời, ăn chơi cho đã, già khú đế bắt đầu chung chùa làm cha. Mấy bà cũng thế, ở nhà làm mẹ cho đã, cái vô chùa bắt đầu làm mẹ nữa. Nửa đời hương phấn chung vô, bắt đầu giữa đường đứt giống gãi gánh bụp hai ba cái, rồi bắt đầu chung vô chùa bắt đầu làm mẹ. Mấy ông ngoài ăn chơi cho đá chung vô chùa làm cha, lực lệ đánh mỏ cũng không được nữa. Tu nhỏ tới lớn đánh mỏ khác, còn cái thứ mà nửa đời hương phấn mà vô coi đánh cái mỏ thì đều muốn bộ bể mỏ chuông mà nó sáng rầm 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 nứt chuông. Ăn quen tật rồi, quen tật ở nhà làm cha, vô thấy mấy thầy nhỏ nhỏ giống như con la tới luôn. Rồi đạo lý trong chùa thì không xong, mà thấy mấy thầy thì nhỏ nhỏ không, mấy cô cũng thế, thấy mấy cô nhỏ nhỏ đáng con không, có khi lời nặng nữa. Ông sư huynh, tụi con ông sư huynh giờ ông đi qua bên Mỹ, ông ở Hiền, có cái chú Hiền, ông tên Hiền nhưng mà ông không hiền, ông vô ông chùa rồi mấy thầy nhỏ thì lóc tóc đi kinh hành nè, chú Hiền đi trước, ông đi trước, khi ông đi trước là ông khoái, ông đi lên dành đánh mỏ, rồi ông đi kinh hành ông dành đi trước nữa. Mà mấy ông nhỏ thì khé khoái chọc ghẹo, đi chú Hiền đi trước, là ông đi ạ. Ông xe gì mà ông đi trước thì kêu chừng nào bị la cái ông nói tại mấy thầy kêu ông khoái đi trước đó. Đến nỗi mà bữa đó ông sư huynh ông trưởng chúng mà ông giận quá, cái trắng ba của tường á, ông lại ông dở con tay, ông dở chỉ mặt, chỉ thề, ông chỉ mặt ở nhà làm cha đã, vô đây làm cha nữa không đập chết á. Thì ăn hiếp mấy thầy nhỏ là lấy cái tay ông đỡ cần cổ lên vô trong cái trắng ba của tường á, chỉ mặt ông chửi, ông giận quá ông chỉ thề luôn, ông đòi đập. Thế từ đó là sao mới xịp xuống chịu không nói. Rồi sáu mươi mấy tuổi, gần 70 tuổi, giặt một giặt hai là phải thọ giới tỳ kheo. Mà luật là đâu cho, quá mới 60 tuổi không cho thọ giới tỳ kheo, không đủ sức thực hành hạnh tỳ kheo nữa mà đòi cho bằng được. Rồi đáp y tỳ kheo về đi trước mấy ông nhỏ, không lực không lệ gì chứ. Bởi vậy vẫn quý trọng người đồng chân xuất gia, người đồng chân xuất gia chứ. Là kêu gọi đồng chân xuất gia đi tu từ nhỏ lớn lên. Rồi nhìn mấy ông thầy chùa con giỡn gì giỡn nó cũng khác ngoài đời. Ở chùa nhỏ lớn nó có giỡn gì giỡn đi nó cũng giỡn khác. Ông này chọc ông kia, chọc ngồi quạo khóc, rồi khóc thì sợ thầy nghe thầy la lớn, sợ mày chung sàn tao lại mày, nhưng mà mày chung sàn tao lại mày, ba lại mà bắt cái chung sàn mới chịu lại. Rồi mình giỡn thầy nghe hết á, giỡn. Nhưng mà mấy ông thầy chùa con giỡn cũng khác cái đám thanh niên ngoài đời. Ở chùa từ nhỏ lớn có giỡn nên nữa cũng khác à. Còn ở ngoài nhiễm đời nhiều quá, nói chuyện ra nó cũng khác nữa. Còn cái đám thầy chùa con chứ nó giỡn, nhưng mà giỡn cũng khác người ta, nó cũng không có giống như thanh niên ở ngoài.
thanh niên ở ngoài giỡn tục nhiều. Rồi thầy chùa con giỡn, mình nghe, thầy nghe thầy cũng mắc cười nữa. Có một ông đó thì ổng BD. Thì thôi ổng BD, biết ổng BD thôi đi. Tối vậy đó, cả 10 ông một phòng ngồi học. Ông thì ổng lên tới, thì ổng lên tới kệ ổng. Đừng có thèm đếm xe, thì ổng hồng. Bảo lên, bắt đầu ông thì khép lại, ông thì lấy cái gối chùm vô, đứng dậy. Rồi ổng lại ông chúm cái, ông chúm lần trước không được, ông chúm sao, rồi ré qua ré là thầy ơi, rồi kêu, rồi nó đi xuống. Nhớ nhớ nhé, nay ngồi đó rồi cũng làm thinh, kệ tụi mày. Cái đám thầy chùa con giỡn, có khi giỡn la quá thầy cũng chịu thôi, chứ còn cái cách giỡn nghĩ nghĩ là giỡn khác cái đám thanh niên ngoài. Đám thanh niên ngoài giỡn tục tằn. Ba thầy chùa con la la chửi chửi chứ giỡn cũng khác đàn. Thành ra chanh na đó, bạch Đức Thế Tôn chanh na như thế như thế như thế, đừng có nói chuyện với chanh na. Đức Phật ra lệnh đừng nói chuyện với chanh na. Rồi từ khi Đức Phật ra lệnh, ngài A Nan nói cho đại chúng biết là Đức Phật dặn không được lợi gần chanh na, không nói chuyện với chanh na. Thấy ổng đi gần tới ở đây bỏ đi chỗ khác, thấy ổng đi gần tới ổng lợi tới đâu người ta bỏ đi chỗ khác, mấy thầy thì kêu bỏ đi chỗ khác, tẩn là coi như là isolated, cô lập luôn. Ổng đi đâu không ai thèm nói cho chuyện ổng, mà có lỡ người ta đang ngồi đây ổng lợi đó, đang uống trà rồi vậy lợi tới tôi ly trà coi rồi này nè, dạ, mời thầy. Xong rồi bắt đầu ông này kiếm chuyện đi, ông kia kiếm chuyện đi, coi như là chanh na, không ai nói chuyện, không ai lời gần, thấy rồi bỏ đi chỗ khác. Rồi ổng chưa sợ đâu, ổng không ngán, tại vì có con số biết, con số không biết, thời đó đâu phải internet đâu mà lên cái ai cũng biết. Nói từ từ, ủa ông hay à, ngài A Nan nói là Đức Phật kêu tẩn chanh na nó không có nói chuyện á. Rồi tôi đâu biết đâu, rồi tôi biết là tôi không nói chuyện với ông đó. Đó, rồi lần lần nó lan ra, ổng không ngán, người biết người không biết, người sớt bác cho ổng, rồi không sớt bác, ổng tự đi khất thực, ổng cũng không ngán. Cho tới cuối cùng, vua của Kiều Thưởng Di á, vua của Câu Giâm Bi đó, hay tin là Đức Phật dặn là như thế. Ông ra lệnh cho dân chúng á, thấy tỷ kheo chanh na ở đâu đừng cúng cho ăn. Đói, anh đói quá, chừng nó chanh na mới hối hận. Tới ông vua, ông kêu gọi, ông ngay tin là Đức Phật dạy như thế. Ngài nhậm niết bàn rồi, kêu gọi là người dân thấy chanh na đừng cúng. Ông đi khất thực, đi về là coi như bình bát không. Đói mà già rồi đi đâu có được nhiều, đâu phải cái định lực như Đức Phật đâu. Rồi ông về gặp ai, còn gì cho tôi miếng ơi, dạ hết rồi thầy ơi. Rồi lần lần ông đói, tới chừng đó ông mới sám hối ăn nè. Đó, nhưng mà đời ông cũng khá nhiều cái thiện duyên, ông sám hối ăn năn rồi, nhưng mà cái đề tài thiền quán mà Đức Phật dạy cho ông vẫn còn giữ, cho nên cuối cùng tỷ kheo chanh na cũng chứng được thánh quả. Con ngựa kiền trắc, con ngựa Kantaka đó, thì nó sanh về trời. Trong Thiên Cung Sự, nếu các thầy đọc Thiên Cung Sự sẽ thấy là ngày Mục Kiền Liên lên, đi lên trên đó thì gặp cái ông đó, ông thiên tử đó, ông ra ông xá ngày Mục Kiền Liên mời vui vẻ, con thỉnh đại đức vào trong cái ngôi đời ngôi nhà của con, rồi cũng cúng dường xin đại đức, thỉnh đại đức thọ thực bữa cơm ở đây hôm nay đó. Ngày cái ông đó hỏi chứ hồi lúc ông ở dương gian ông tạo cái thiện nghiệp gì mà ông được cái quả báo lên trên này nhà cửa đồ sung túc. Ông nói con là con ngựa nè, con là con ngựa Kantaka đây. Có câu chuyện mà ngài Mục Kiền Liên gặp Kantaka ở trên trời, ông cũng được cái tòa lâu đài rồi công đức mà chở Đức Phật đi xuất gia rồi này nọ đó. Rồi cuối cùng trong đó ghi Kantaka mất, Đức Phật đi là bỏ ăn, không ăn nữa, và cuối cùng nó chết. Cái phước đó mà được sanh lên trời, sau này Mục Kiền Liên lên gặp lại trên đó, phải chưa? Ví dụ như thầy hỏi là kỳ đại hội Phật giáo lần thứ nhất theo truyền thống hay gọi là kết tập kinh điển đó, nguyên nhân nè, diễn biến nè, đại hội nè, đánh giá cả một cái kỳ đó được không? Làm trong vòng 25 phút. Bài vở nó trong đầu nè, chứ không phải ngồi đó mơ mơ màng màng viết câu, ngồi đó mơ mơ màng màng viết câu, không có.
bài vở đó trong đầu. Học có phải như vậy, ta hỏi nói liền chứ học để cái này có học rồi, cái này có học rồi mà quên rồi, để coi sách lại rồi nói. Học là nó vô đầu. 90 phút thì làm mấy câu, làm sao hai câu, người khuất mại nhiêu nói nhiêu, không có nói thách. 4 câu, 1 câu 20 phút, 10 câu coi lại. Mấy khóa trước như thế, khóa này ơi hồi là quất 5 câu à. Nhưng mà nó có câu dài câu ngắn, chứ không phải câu nào cũng dài lòng thông. Không có cái chuyện mà vô đó mà ngồi bài vở ở trong đầu rồi. Mà cái cách thầy dạy thầy nói tụi con ghi được không? Ghi được bao nhiêu? Rồi thử hỏi trong sách có phân tích mấy cái điều như thế không? Thành ra là phải ghi bằng cái đầu. Rồi chưa? Thôi nghỉ chút em.